hay khóc như những vùng ngã, hay khóc như mình đã lớn. Hỡi những đứa trẻ hiên ngang, hay khóc như những vùng ngã, hay khóc như những vùng ngã, hay khóc như mình sẽ đứng lên lại. Những người tuổi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì? Sống cứ chơi hết đam mê. Những người tuổi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì? Đã quyết cho nên nghi ngại. Ở tập trước, tình hình kinh tế của trường La La ngày càng xuống thấp. Vì vậy, tài hiệu trưởng đã bị cổ đông gây áp lực và bán lại ngôi trường. Mặt khác, tuy đã có huấn luyện viên và Khánh Linh tham gia nhóm, nhưng việc tìm thành viên cho nhóm B336 vẫn đang là khó khăn. Mọi người dần như tuyệt vọng thì Winner lại xuất hiện khi trên người mặc bộ đồ học sinh của trường La La. Và chuyện gì đã khiến cho Winner có thể xuất hiện ngay tại trong trường? Liệu đây có phải là dấu hiệu tốt cho nhóm hay không? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của La La School. Trời ơi, đợt này chúng ta phải nhận thua thật rồi. Làm sao mà thua được chứ? Winner áo La La. Ủa mà sao ông lại ở đây? Còn mặc áo La La nữa. Ông đừng có nói với tôi là ông đi trông áo của ai rồi ông lẻn vô đây nha. Ông đi đi. Thầy cô mà phát hiện ra thế nào ông cũng bị bắt vậy con. Ông đi ra ngoài đi. Lột. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói nè. Thật ra là tôi vào được trường là nhờ sự giúp đỡ của một người. Có ai vậy Winner? Winner. Vâng chú Khiêm. Ủa sao con buồn vậy? Con đâu có đâu ạ. Con buồn vậy chú hả? Dạ đâu có đâu. Vô không muốn con buồn đâu. Tại vì con buồn á thì mẹ con sẽ buồn đó. À Winner nè. Chú rất hiểu cảm giác của con khi không có ba ruột mình bên cạnh. Tại vì có những chuyện á con chỉ tâm sự được với ba của mình thôi. Chú không mong á con coi chú như là ba ruột của mình. Nhưng mà con hãy để cho chú làm những việc mà một người ba thực thụ phải làm. Thật ra là con cảm thấy bất lực vì những người bạn của con vì con mà bị liên lụy, mà con không thể giúp được gì cho họ. À, những người bạn của con, ý con nói là việc thi, môn. Dạ đúng rồi. Sao con? Thật ra là vì con mà bọn họ đã bị liên lụy rất nhiều. Thậm chí là ngôi trường mà họ đang theo học ấy thì cũng bị liên lụy về mặt kinh tế và cả danh tiếng nữa. Bây giờ là lúc họ cần con mà con lại không thể giúp. Tại vì con không phải là học sinh trường La La. Chú có thể giúp con, nhưng mà không biết con có cần sự giúp đỡ của chú không? Bằng cách nào ạ? Chú sẽ cho con vào học ở trường La La. Nhưng mà cũng sắp hết năm học rồi, ai mà nhận học sinh nữa hả? Chú sẽ có cách của chú. Quan trọng là con có đồng ý hay không? Là vậy đó. Chú Kim đúng là người tốt hả? Công nhận. Ê, Winner là học sinh của trường. Vậy là hợp lệ thi đấu rồi. Bây giờ mới nhận ra điều đó là Kenji. Kém quá. Nhưng mà có Winner thì tốt rồi. Nhóm tụi mình vẫn còn thiếu một thành viên. Thiếu hả? Biết kiếm đâu ra giờ. Vậy mọi người chưa tính đến chuyện sẽ mời Gina về sao? Ê, nhưng mà Gina đâu phải là học sinh của trường đâu. Nếu mọi người đồng ý thì tôi sẽ nhờ chú Khiêm bảo lãnh cho Gina vào trường. Tụi tôi đồng ý thì có ích gì chứ? Trong khi người ta đang rất là vui vẻ hoạt động một nhóm mà sắp nổi tiếng nơi rồi, ai mà thèm quay về cái trường này giúp chúng ta phí thời gian. Tôi nghĩ là trong chuyện này mọi người thực sự đã hiểu lầm Gina rồi đó. Gina không hề có ý định muốn rời nhóm chúng ta đâu. Không, chính mắt tôi đã nhìn thấy Gina đồng ý còn gật đầu nữa mà. Đồng ý là Gina đã được VCM mời vào nhóm, nhưng mà bà ấy đã từ chối vì lý do là đang hoạt động với nhóm chúng ta và không muốn rời nhóm. Không, nhưng mà chắc gì sau khi rời nhóm Gina không đồng ý với bên đó chứ. Có khi bây giờ bà đang hợp tác rất là vui vẻ thì sao? Không, Gina giờ đang hoạt động tự do, không hoạt động với nhóm nào hết á. Tôi thấy tụi mình hơi bị có lỗi rồi đó. Tụi mình có nghe bà giải thích gì đâu. Thì cũng tại anh Mon chưa biết thật hư như thế nào mà đã buộc tội Gina rồi nhóm rồi. Sao lại tại mỗi mình anh đâu. Chẳng qua là anh hiểu lầm bà thôi chứ có cố ý đâu, đúng không?
Thôi được rồi, có lẽ là mọi hiểu lầm trong chuyện này đã được gỡ ra rồi. Bây giờ điều cần nhất là một trong chúng ta phải đi gặp Gina để thuyết phục cô ấy. Còn bây giờ tôi sẽ đi gặp chú Khiêm để nhờ chú ý bảo lãnh cho Gina vào nha. Giờ tôi đem Gina cho. Thật ra thì trong cái chuyện này cũng có một phần lỗi của tôi, để mọi người hiểu lầm như vậy thôi. Thì tôi đi gặp Gina cho. Ok. Ok, vậy quyết định nha. Chiều nay nhớ hành động liền á, sắp tới ngày thi rồi. Ừ, ok. Mà cũng cảm ơn Winner nha. Ông đã chịu từ bỏ cái tôi của mình, chấp nhận chú Khiêm, rồi còn vào trường La La nữa. Có gì đâu. Thì cũng nhờ chuyện này mà tôi mới biết là chú Khiêm đúng là một người mà mẹ tôi có thể dựa dẫm vào. Và cũng nhờ chuyện này mà tôi có thể chuộc lỗi với mọi người mà. Ai, thôi đi Winner ơi, chuộc lỗi cái gì. Cái chuyện là ông chỉ là muốn giúp cho Việt thi thôi, tụi tôi cũng thế cơ mà, đúng không? Thôi, đi học nào, người bạn Winner. Đi. Sướng đi. Nhá, giờ chính thức là học sinh La La nhá. Đừng đi học người mà. Đi. Đi. Cung thủy. Cung thủy, cung thủy. Gina, ông tới đây làm gì? Tôi xin lỗi. Tôi đã nghe bên nào kể hết chuyện rồi. Tôi quên hết chuyện đó rồi, thôi em đi về đi. Nếu bà quên rồi thì quay lại với nhóm đi. Thực sự tụi tôi không thể nào thiếu bà ở trong nhóm được. Không có tôi mọi người vẫn tốt mà. Không, thiếu bà tụi tôi sẽ phải chấp nhận thua cuộc với Mimi. Cái đó là chuyện với học sinh La La, mấy ông với học sinh trường Mimi. Tôi người ngoài thì liên quan gì. Nếu mà Gina chấp nhận đi học thì sẽ không còn là người ngoài nữa. Cái gì? Ông bị điên hả? Nghĩ sao tôi đi học? Tôi làm gì có điều kiện như mấy ông? Chỉ cần Gina chấp nhận thôi. Mọi chuyện Winner đã lo hết rồi. Là sao? Cái gì mà Winner lo? Winner vừa được chú Khiêm xin vào trường La La học. Và nếu mà Gina muốn thì chú Khiêm cũng sẽ giúp Gina. Nhưng mà như vậy cũng chỉ là mọi người muốn tôi giúp đỡ thôi, chứ có thực sự tin tưởng tôi đâu. Gina, tôi tin Gina mà. Và mọi người cũng tin Gina nữa. Quay lại với nhóm nha. Trời ơi, một tiếng rồi mà Mon chưa về nữa. Trời ơi, sao đây? Anh Chi, ông cứ nghiêm tôi được không? Tôi không có bị nóng ruột chờ Mon, mà bị ông làm chóng mặt cho tới chết á. Ngồi xuống đi Kenji, chắc Mon về giờ. Tôi nghĩ là ấy, Mon thì nào cũng thuyết phục được Gina thôi à, mọi người yên tâm. Nhưng mà tôi có linh cảm là sau những gì mà mình đối xử với Gina á, thì Gina không dễ dàng gì mà quay lại đâu. Đúng, Gina không dễ dàng bỏ qua chúng ta đâu. Bộ Gina không chịu quay lại hả Mon? Bà giận lắm á. Thấy chưa biết ngay mà, Gina tính tình khó khăn vậy, dễ dàng gì mà quay lại. Mà ông đã xin lỗi Gina thật lòng rồi đấy. Tại vì từ trước đến nay Gina không bao giờ chấp mấy cái vụ hiểu lầm nhỏ nhen này đâu. Tôi thề tôi xin lỗi rất chân thành rồi, nhưng mà bà không đồng ý. Vậy là không còn cách nào đưa Gina quay trở lại nhóm nữa hả? Chỉ cần mọi người bao mì cây cả tuần thôi, tôi sẽ xí xóa hết. Ui, Gina. Thôi, bà mà về nhóm nha, là bao nhiêu bọn tôi cũng đồng ý hết trơn á. Đúng không mọi người? Trời ơi. Đúng. Mà mọi người không biết là Gina thương tụi mình lắm ấy. Kể cả không có mì cay cũng quay lại nhóm mà thôi. Ê, hơi sai nha. Quên là quên mà mì cay là mì cay nha. Vậy là nãy giờ hai người dụ tôi hả? Trời ơi, làm tôi lo không chết vậy. À, mà Gina nè, bà cho tôi xin lỗi nha. Thôi, chuyện cũ mà bỏ qua đi. Cho em xin lỗi nha. Em thì không được. Gì cơ vậy? Biết bao nhiêu người trong nhóm chị tha lỗi rồi, còn em sao tự nhiên chị không tha? Mày nói xấu chị em bởi chị khó tính á. Ủa, tưởng gì không nghe á. Thôi, xin lỗi chị Gina hiền dịu. Thôi, tha gương mặt này. Ok, mọi người đông đủ đúng không? Vậy chúng ta cùng tranh thủ tập lại Gina động tác của anh Lâm nhá. Yeah. Let's do it, let's do it. Linh bị sao vậy?
Chắc bữa giờ tập nhiều á nên là tôi bị căng cơ. Để tôi xem cho. Không sao đâu, tôi có thai dầu rồi, đừng có lo. Nếu mà bị gì đau quá thì cứ nói tôi biết nhé. Không sao đâu. Mà Mon, hả? Tôi thấy từ khi China về nhóm tới giờ ông với bà có vẻ thân thiết quá ha. Lúc trước tụi tôi có hiểu lầm nhau nhưng mà đã giải quyết rồi cho nên là tụi tôi cũng không cãi nhau như trước nữa. Nhưng mà sao Linh hỏi vậy? Không gì. Bộ Linh đang ghen hả? Không có. Tôi với ông có lẽ gì đâu ghen. Có chứ. Linh là người tôi thích. Là người tôi muốn quan tâm và bảo vệ. Cái Linh này, Linh đồng ý làm bạn gái tôi nha. Tôi biết là tôi không có hoàn hảo về mọi mặt đấy, nhưng mà dù sao thì tôi đồng ý. Ý tôi là tôi đồng ý làm bạn gái của ông. Thật hả? Vậy thì bây giờ tôi chở Linh về nha. Tập một lần nữa là mọi người nghỉ giải lao nha. Ôi, tập gì nữa, mệt quá à. Thôi China, nãy giờ tụi mình tập hơn tiếng đồng hồ đó China, cho tụi tôi nghỉ thôi. China này, bà không định nghỉ ấy, lát hồi căng cơ còn chậm tiến độ hơn á. Vậy thôi mọi người nghỉ 5 phút nha. Yes. Ủa vậy có 5 phút rồi. 5 phút thôi. Trời ơi, chân em giờ nó đuối sức rồi nè trời. Trời ơi, nó dẻo như là con bún nha. À mà nhắc tới bún mới nhớ nha. Đói quá, khát quá chị ơi. Trời ơi, em đó, suốt ngày cứ ăn, riết rồi như con heo rồi. Heo gì mà heo, người ta là mũm mĩm đáng yêu nha. Linh chảy mồ hôi nhiều quá này, lau cho. Cảm ơn mọi nha. Linh khát nước không? Tôi có mang trà sữa tôi tự làm á. Chính tay tôi tự làm ấy nha. Cái này là chuẩn đấy, hơi bị ngon luôn. Anh có tự làm phần cho em không? Chết rồi, em làm qua phần cho Khánh Linh à. À không, ngoài đường có bán á, em ra đây mà mua, nhiều lắm. Khánh Chi ơi, ông ý tứ tí đi. Đó giờ có bao giờ người ta vào bếp làm đâu. Mà bây giờ tự tay làm nước cho Khánh Linh nha. Tụi mình làm chỉ có phần. Nói mới để ý, hôm nay Mon là hơi bị đáng nghi á. Nghi cái gì mà nghi, tụi tôi cũng bình thường thôi. Thì bình thường. Để coi, có cái gì thì nói ra đi nha. Tôi mà biết được thì... Thì sao? Thì kệ thôi chứ biết làm sao vậy. Thôi, ở đây có mặt mọi người luôn. Tôi cũng nói là... Thật ra thì tôi với Khánh Linh đang quen nhau. Trời ơi, người anh em. Có người yêu rồi, đừng có bỏ bê anh em nha. Phần đêm về. À, mà hai người làm đúng rất ngờ thiệt luôn á. Bà ổn không China? Có gì đâu, bình thường mà. Thôi, có gì thì cứ nói với tôi. Đừng cố cô lập mình như thế. Không có gì thật mà. Tôi không sao đâu, đừng lo. Mon với Khánh Linh quen nhau dễ thương quá ha. Mon nhìn nhiều lúc trẻ con như vậy mà lúc có bạn gái cũng trưởng thành. Ông làm như ông già lắm nhở. Thì tôi cũng già mà. Chắc do nhiều chuyện xảy ra quá đấy. Thì cũng đúng. Nhưng mà nó cũng tốt mà. Con gái thường rất là thích con trai trưởng thành. Bởi vì khi mà ở gần họ thì sẽ có cảm giác tin cậy, che chở, còn dễ dàng sẻ chia, tâm sự nữa. Vậy bao giờ bà cần tâm sự ấy thì cứ nói với tôi nha. Chuyện của tôi cũng toàn mấy chuyện vặt không ạ.
cũng không quá đáng để mà... Tôi rất muốn lắng nghe. Tôi thích nghe bà nói chuyện mà. Với cả tôi muốn là người chia sẻ, quan tâm và tin tưởng của bà. Thôi, tôi đưa bà về nha. Sao rồi? Sao bà Nina không bắt máy nhỉ? Ê chết rồi, hay là Gina té hay là... Thôi đi, đừng có mà nói gỡ. Hay là... Ba muốn gặp nhau một lần nữa ta? Muốn chuyện ở đâu? Sao không biết? Thì lần trước Gina rời nhóm thì cũng chỉ vì nhóm mình hiểu lầm, xong xảy ra cãi vã này nọ. Chứ lần này có cái chuyện gì đâu mà ba phải rời đi. Ủa? Gina nhắn này. Đâu? Đâu? Nhắn gì mà không hiểu xìu vậy? Đọc cho tôi coi. Đây. Mon chuyển lời tới mọi người giúp tôi là cho tôi xin lỗi. Gia đình tôi có việc nên không thể tiếp tục đi học được nữa. Vì vậy cũng không thể cùng mọi người tham gia luyện tập cho cuộc thi tới. Thật sự xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng. Tôi linh cảm đúng mà. Vậy mà ông khẳng định bà không rời nhóm. Không đúng. Mới hôm qua bà Gina còn bảo đến đây vì tụi mình mà. Nhất định lần này đã có chuyện gì xảy ra với bà ấy, nên bà ấy mới quyết định rời nhóm như này đấy. Bà bị đau đầu hả? À, không. Chắc tại bà đọc nhiều quá nên hơi nhức đầu chút thôi. Để con đi mua thuốc cho ba nha. Thôi khỏi con. À, ba muốn hỏi con là chuyện giấy tờ tới đâu rồi? Hợp đồng đã hoàn thành xong rồi. Hình như trước khi biết trường của mình đang gặp căng thẳng cho nên làm khá là nhanh. Chưa gì đã hoàn thành xong giấy tờ cũng như là chuyển tiền xong hết luôn rồi đó. Vậy thì tốt quá, chúng ta có thêm một số chi phí để duy trì trường thêm thời gian nữa. Dạ. Nè, Khiết Băng à. Dạ. Ba muốn nói con một chuyện. Ba nói đi ba. Tuy rằng chú Khiêm cũng giúp cho mình một số tiền để duy trì cho trường, nhưng mà nếu về lâu về dài thì như vậy cũng chưa đủ đâu. Ba định bàn với mẹ con á, là bán căn nhà của mình đi. Ba nói chuyện này với mẹ chưa? Ba định tối nay ba về nói chuyện với mẹ con. Ba đang lo là sợ mẹ thất vọng đúng không? Ba xin lỗi con vì để mẹ con với con liên lụy trong chuyện này với ba. Ba có gì phải xin lỗi chứ. Ba yên tâm đi, con tin đó là mẹ sẽ ủng hộ cho ba mà. Mẹ với con chỉ mong ba được hạnh phúc mà thôi. Cảm ơn con. Ba thật may mắn là có mẹ với con luôn ở bên cạnh ba trong những lúc như thế này. Con với mẹ cũng vậy mà. Để con nắm lưng cho ba nha. Nè, mấy bạn xem đi. Mọi thông tin về trường Mimi, cái thiết bị cũng như là thâm niên của các giáo viên á đều có ghi rõ trên này hết á. Coi đi rồi thấy trường này cách biệt với trường La La như thế nào. Chất lượng trường tốt như vậy chắc học phí cao lắm hả? Không hề nha. So với trường La La là cái trường này còn rẻ gấp trăm lần ấy. Đã vậy nó còn có nhiều cái chính sách mà hỗ trợ cho học sinh khó khăn. Rồi còn có nhiều cái học bổng toàn phần nữa. Còn nhìn lại trường La La của mình, vừa cũ vừa xuống cấp, chắc không lâu nữa giải tán luôn quá à. Hai ông phải suy nghĩ cho kỹ á nha. Cảm ơn bà nha. Bọn tôi sẽ suy nghĩ lại. Mà chắc tôi về xin gia đình chuyển trường luôn quá. Quyết định sáng suốt đó. Nhưng mà tôi thấy là ông nên làm vậy nhanh nhanh đi. Bye bye. À, cầm cái tờ về nè. Hana, bà đừng có lôi kéo dụ dỗ người khác nữa. Bà đừng có quên bà cũng là học sinh của La La đó. Chuyện đó xưa rồi. Giờ tôi đang tiến hành rút học bạ để chuyển sang trường Mimi rồi á. Bà chuyển qua Mimi? Vậy con chuyện đó sắp tới hay sao?
Hỏi thừa thế nhờ. Thì đương nhiên là tôi sẽ đứng sang trường Mi Mi rồi. Mà ông cũng chuẩn bị tinh thần đi. Trường Mi Mi chắc chắn sẽ giành chiến thắng thôi à. Đừng vội đắc ý. Nói trước bước không qua đâu. Bọn tôi có chiến lược riêng của mình. Chiến lược cái gì chứ? Ông đừng có nghĩ á là ông kéo được Gina với Winner về đội là sẽ giành chiến thắng nghe chưa? Còn khuya đi. Tại sao bà biết Gina và Winner đã quay lại? Hana đã không đi tập nhưng mà vẫn biết Gina và Winner qua lại cùng tập. Vậy có nghĩa chỉ có người trong nhóm mới phải nói ra thôi. Nhưng mà bạn bè chơi với nhau lâu rồi, ai là người có thể làm nội gián cho Hana cơ nhỉ? Động cơ. Nếu mà chơi với nhau lâu rồi không có động cơ gì, chắc chắn là sẽ không có ai làm nội gián cho Hana cả. Việt Thi, Hana. Hana là người đã thuê Khoa phá tình cảm của Việt Thi và Winner. Vậy thì không có lý do nào mà Việt Thi có thể giúp Hana được. Đúng rồi, Việt Thi loại trừ. Nếu mà phá tình cảm của Winner và Việt Thi, vậy thì Winner cũng sẽ là người loại trừ tiếp theo. Vậy là có hai người đã loại khỏi danh sách. Kira và Hailey đã lâu không tập, chắc là không biết chuyện này. Đúng rồi, loại. Vậy thì chỉ còn hai người Kenji và Khánh Linh. Hey, sinh ra trên đời cha mẹ cho đôi bàn chân, bước vẫn cứ bước chẳng có điều gì hối hận. Đã vài lần đặt tay mẹ dành vào nguyên sinh cuộc sống và thứ lên bàn cân, nhưng hết tôi còn sống là tôi còn viết và còn rap, vì tôi cũng chỉ đơn giản một công hiến như là bao con người khác. Sống thật lặng lẽ, nỗi ước mơ thật nhỏ bé và mộc mạc, công hiến cho đời trong từng câu thật chất phát ngồi làm nhạc. À, đã có lúc tưởng chừng như phải dừng lại vì bao trận đấu kia, nhưng cuối cùng chẳng còn lại gì.